Xin chào các bạn, hôm nay mình có lô mấy câu nhặt bãi. Mình xin giới thiệu các bạn. Giá là mình báo trên video. Giá này là mình chưa có phí ship. Phí ship một máy là 30k, mình có ship code toàn quốc. Sau đây là mình xin giới thiệu mẻ đầu tiên này nha các bạn. Con số 1 này là một con máy, tên của nó là Merado. Con này là của Korea, Hàn Quốc nha. Korea. Toàn thân này, toàn thân là bằng carbon nha. Con này có size là size 4000, cước số 4 của nó là 165m. Cước 3 là 200m, cước màu xanh, lăng sáng. Tay quay là thay đổi trái phải nha. Gọi hình. Máy sóng, lưỡi gà tốt nha. Đó. Gà cước tốt. Máy quay nè. Chốt chặn. Con số 1. Số 1 này có giá là 150k. Số 1. 150k. Tiếp theo là mẻ số 2. Số 2 này là mình có một con Vantam. Con này là của Made in China nha. Made in China Vantam Bro. Cối kim loại này nha các bạn. Con này có dây BE, lăng vàng, gọng vàng. Tay. Tay này là tay kim loại nè. Thân là bằng carbon. Ngoại hình thì còn khá đẹp nha. Con này thì ngoại hình còn đẹp nè. Con này là chạy ba bạc đạn nè. Ba bạc đạn. Tay quay là thay đổi trái phải. Vàng nút này là thay đổi tay quay nè. Tay gập nha. Bấm nút gập chỗ này. Đó. Con này là có EPS luôn. EPS. Máy quay rất là mượt nha. EPS. Gà cước tốt. Snap nè. Siết ren. Máy sóng. Lưỡi gà tốt. Thông số cước, con này là cước số 3 là 150m, cước 4 là 100m. Size 3000 nha. 3000, máy rất là đẹp luôn. EBS, size 3000. Con số 2 này có giá là 300k. 300k. Tiếp theo là con số 3. Số 3 này là mình có một con máy Daiwa nha. Emblem 1500C. Tên của nó bị mờ trầy nè. Daiwa Emblem, nó bị tróc sơn này nha các bạn. 1500C. Con này là của Japan, Daiwa Made in Japan. Thân bằng hợp kim. Có kim loại, tay quay kim loại luôn. Con này có size là size 1500 nha. Cước 1 số 1.5 là 130m, cước 2 là 100m. Cối này, cối nông. Lăng vàng. Có kim loại màu vàng như thế này. Tay là tay gập nha, bấm nút gập. Tay quay. Gạt cước tốt. Máy sóng, lưỡi gà tốt nha. Ngoại hình máy này, đây qua, thay đổi trái phải, bên trong, cối này, bên trong. Máy quay. Dòng này là có EPS nha các bạn, EPS. Đó. Tay quay chỗ này nó hơi bị nó quay hơi chậm nữa nha các bạn, nó hơi bị đi. Đó, ngay chỗ nút này nè nha. Cái này mình vừa mình quay nhiều thì nó sẽ lỏng đó nha. EPS. Thay đổi tay quay trái phải. Con số 3, số 3 này có giá là 370k. Số 3. Số 3 này nha, 370k. Một con Japan có EPS luôn, Emblem Daiwa. Tiếp theo là con số 4. Số 4 này là mình có một con Ryobi nha. Ryobi SS3000 Sinus. Toàn thân là bằng carbon. Cước vàng, lăng sáng nha. Con này là của Made in Japan. Japan. Size mấy? Size con này là size 5000 nha. Cước 5 là 150m, cước 6 là 120m nè. Tay là tay gập, tay kim loại. Đó. Ngoại hình thì còn, con này thì còn đẹp này. Máy sóng, lưỡi gà tốt. Lăng sáng bóng, gạt cước tốt này.
máy quay rất là mượt nha. Chốt chặn. Con số 3, con này con số 4 nha các bạn. Số 4 này có giá là 450k. 450k. Tiếp theo là con số 5. Số 5 này là mình có một con máy ngang. Máy ngang tay phải nha. Con này là Daiwa BW2. Daiwa, con này là của Daiwa nước nào đây? Con này là của Japan này nha các bạn, made in Japan. Đó in này, Japan luôn. Daiwa Retio là 5.2. Bên trong tay phải nha, chốt chặn, máy hoạt động tốt nha. Bấm nút này, bấm nút này xả cước đó. Rồi máy hoạt động tốt nha các bạn đó. Lan chưa cước. Rồi con số 5, số 5 này có giá là 300k. 300k. Tiếp theo là con số 6. Số 6 này là mình có một con máy MG850 đó, màu như thế này. Con này thì nó không in tem nước này, không in tem gì hết nha. Đó. Tay quay là thay đổi trái phải, ngoại hình như thế này. Retio là 4.4, cước số 5 là 200m, cước 6 là 150m. Size 6.000, cước này. Lăn sáng bóng. Máy sóng, lưỡi gà tốt. Con này là bằng carbon nha. Cối bằng nhựa này, đó. Máy sóng. Rồi, máy quay. Máy quay rất là mượt nha, chốt chặn. Con số 6 nha các bạn. Số 6 này có giá là 100k. Số 6 100k. Tiếp theo là số 7. Số 7 này là mình có một con máy đuôi chuột. Đuôi chuột. Con này là Daiwa đuôi chuột nha, ST700RD. Con này là của Japan đó. Made in Japan. Đuôi chuột. Xẻ mô bin, máy sóng, lưỡi gà tốt. Lăn sáng bóng, tay quay kim loại, tay gập. Thân là bằng carbon nha. Daiwa Long Carbon. Con này có size là size 2000 nha. Cước 2 là 150m này. Cước 3 là 100m. Dòng này là có cốt trợ lực bên trong. Đó. Đuôi chuột cốt trợ lực bên trong. Dòng này khá đẹp. Máy sóng, lưỡi gà tốt. Chiếu mô bin phía sau đuôi. Đó. Gạt cước tốt này. Lăn sáng. Thay đổi tay quay trái phải. Ngoại hình thì còn đẹp nha. Nó có chai nhẹ một chút chỗ này. Đó, còn lại máy thì đẹp nha. Đó. Máy quay rất là mượt nha. Chốt chặn. Con số 7, số 7 này có giá là 450k. 7 450k. Tiếp theo là con số 8. Số 8 này là mình có một con Daiwa nha. Con này là Daiwa Việt Nam. Daiwa made in Việt Nam. Dòng này cũng ngưng sản xuất rồi nha, được xuất Nhật. Con này là Revolt 2000. Tay kim loại vàng, rất là đẹp nha. Cối vàng luôn. Đó. Thân là bằng carbon. Tay kim loại, cối kim loại. Thay đổi tay quay trái phải. Lăng vàng. Gạt cước tốt, cước màu vàng này. Con này size 1000 nha. Size 1000, 1.5. Cước 1.5 là 150m, size 1.5 nè. Đó. Dòng này là có EPS nha, EPS. Máy quay rất là mượt nha. Chiếc ren. Bên trong màu vàng đẹp lắm nha. Đó. Máy sóng, lưỡi gà tốt. EPS. Quay rất là mượt nha. Con số 8 này có giá là 500k. 8 500k. Tiếp theo là con số 9. Số 9 này là một con máy kim loại nha. Daiwa ST3000. Daiwa Sprinter ST3000 đấy. Con này là của Japan. Japan này. Có kim loại, thân là bằng kim loại luôn. Tay quay kim loại, tay quay gập nha. Đó. Thay đổi trái phải. Ngoại hình của máy. Đó, ngoại hình máy thì còn đẹp nha. Cước màu xanh. Lăn sáng. Đó, lăn chạy. Nắp Daiwa. Máy sóng, lưỡi gà tốt. Con này có size là size thông số cước. Con này là cước số 8 của nó là 180m, cước 7 là 210m, size 8000 nha.
có rất là to này, nó sâu. Rồi, hoạt động máy máy quay rất là mượt nha, chốt chặn. Dòng này câu tre, câu biển, câu cá lớn rồi nha các bạn. Nó đi đâm biển rồi nè. Con số 9, số 9 này cả giá là 600k. Số 9 nha, 600k. Đó, một em nhôm size 8000. Tiếp theo là con số 10. Số 10 này là mình có một con máy có hộp. Con này là Sportline ST0. Đó, Daiwa. Ratio là 3.8, nặng là 470g này. Con máy này nha các bạn, đó, có hộp. Con này thì hộp bên trong đây. Bên trong con này thì có giấy tờ của nó máy nha. Đó, ST0, có giấy tờ thôi. Con này thì người ta sử dụng rồi này. Người ta có cước bên trong này nha các bạn, có cái chụp cước. Đó. Tay là tay gập, vặn xuống này là gập tay quay. Vặn lên là sử dụng nha. Đó. Lăn sáng bóng. Con này là của Japan. Cối là bạc, cối con này là bằng carbon nha. Thân là bằng kim loại. Thay đổi trái phải. Đó, ngoại hình này nó có trầy chỗ này. Trầy phần đế. Con này thì người ta câu rồi. Nó còn hợp. Máy quay chốt chặn. Gà cước tốt nha. Máy sóng, lưỡi gà tốt này. Thông số cước. Con này là cước số 7 là 140m, cước 6 là 170m. Size 6000 nha. Size 6000. Đó, ngoại hình. Thay đổi trái phải. Rồi, con số 10. Số 10 này có giá là 700k. 700k nha. 700k. Rồi có hộp luôn nha các bạn. Đó. Cái này mua về siêu tầm cũng được, thì trưng bày đi câu câu biển rồi này, máy nhôm. Tiếp theo là con số 11. 11 này là mình có một con máy Daiwa. Daiwa Sportline ST1000. Con này là của Japan, đó, made in Japan. Dòng này là có cốt trợ lực này nha các bạn. Toàn thân là full carbon và lọng full nhôm nha. Đó, full nhôm, đó. Ngoại hình này. Này. Lăng sáng bóng, nắp. Rồi. Dòng này có cốt trợ lực này, cốt trợ lực bên trong này, đó. Máy này là mình câu tre, câu biển, câu cá lớn. Size con này là size 6000 nha, cước 6 là 140m này, cước 7 là 120m, size 6000. Cối sâu, đó. Máy sóng, lưỡi gà tốt này nha. Đó. Cước bên trong. Cối rất là sáng bóng đẹp. Tay quay. Gập này, bấm nút gập, đó. Máy quay. Rất là mượt nha, chốt chặn. Dòng này câu tre, câu biển, câu cá lớn rồi nè. Mấy con máy nhôm này cực kỳ khỏe nha. Thay đổi tay quay trái phải. Ngoại hình như thế này. Độ mới tầm khoảng cỡ 85-90%. Chốt chặn, máy hoạt động tốt nha. Con số 11 này có giá là 900k. 11 900k. Có cốt trợ lực. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình, hoặc là bình luận mã máy kèm số điện thoại nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.